Xin chào các bạn. Sau Nhập Ngũ, từ khi bắt đầu lên sóng cho đến thời điểm hiện tại, Hồng Hoang và Mũi Trưởng Long đã trở thành chiếc thuyền được cư dân mạng chèo nhiệt tình nhất. Cho dù mang tiếng là chèo thật, nhưng tính ra thì fan couple Long Hậu nhan phết khi mà chính chủ lắm lúc còn tự mình đẩy thuyền hăng hơn cả người bình thường nữa. Giống như vụ cố đổi chỗ chỉ để được ngồi cạnh Hậu Hoang trong buổi tụ tập mới đây của Mũi Trưởng Long chẳng hạn. Mang cẩu lương chất lượng luôn đó. Hôm nay cặp đôi ném cho chút hình này, mai lại phát cho một chút cẩu lương khác. Cứ thế thì ai mà không thích, không ship cho được. Vừa qua thì Hậu Hoang và Mũi Trưởng Long đã mở bát cẩu lương cho dân tình ngay dịp đầu năm mới, khi Hậu Hoang cùng Mũi Trưởng Long, ca sĩ Dương Hoàng Yến và đội trưởng Tú cùng nhau đi ăn đón mừng năm mới. Nữ YouTuber viết caption cực kỳ vui vẻ, chụp cùng đồng chí tổ trưởng, đồng chí mũi trưởng và đồng chí én vịt sim thằng lăng. Trong bức ảnh đầu tiên thì Dương Hoàng Yến ngồi giữa Hậu Hoang và Mũi Trưởng Long, mọi người quàng vai bó cổ cực kỳ thân thiết. Chuyện thì sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sang bức hình thứ hai và thứ ba, Mũi Trưởng Long đã đổi chỗ sang ngồi cạnh với Hậu Hoang. Đặc biệt hơn nữa là hai người còn ngồi sát sàn sạt nữa chứ. Chứ không giống như là khoảng cách giữa Mũi Trưởng Long và Dương Hoàng Yến đâu. Đương nhiên thì động thái đặc biệt này của cặp đôi khiến cho dân tình lại có thêm niềm tin để đẩy thuyền nữa. Hàng loạt bình luận suýt xoa vì Hậu Hoang và Mũi Trưởng Long thực sự là quá đẹp đôi. Chưa dừng lại, ngay sau khi bị dân tình phát hiện ra chi tiết nhỏ dễ thương này, cứ tưởng đâu là Mũi Trưởng Long sẽ tém tém lại một chút, nhưng kết quả là không. Đồng chí mũi trưởng lại tiếp tục có động thái mới, đó chính là chia sẻ lại story của Hậu Hoang khi cô nàng vừa mới đăng tải được ít phút thôi. Tấm hình đó cũng nằm trong album ảnh chụp tại buổi tụ tập kể trên và được chụp với tư thế đứng chứ không phải ngồi. Song thì điều này không thay đổi là mũi trưởng và đồng chí Thúy Hậu vẫn đứng sát sạc sạc bên nhau. Sau Tết thì mũi trưởng có tăng cân đôi chút, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên độ sát thương, còn Hậu Hoang thì vẫn tươi tắn rực rỡ như chính màu tóc của mình vậy. Trước đó thì hội fan couple được lì xì đúng một mùng Tết khi mà đồng chí Thúy Hậu có update một bài đăng mới trên Facebook. Bài đăng là một video theo trend biến hình với sự tham gia của Hậu Hoang, Mũi Trưởng Long và có cả ca sĩ Dương Hoàng Yến nữa. Cả ba đã có một màn lột xác theo nhạc từ trang phục bình thường sang trang phục quân nhân cực kỳ ngầu. Hậu Hoang chia sẻ hài hước rằng: "Tôi và chị Dương Hoàng Yến dạy đồng chí Long quay một chiếc clip biến hình cho hòa nhập với xã hội." Nhưng mà như thường lệ, dù ba clip người thật đấy nhưng dân tình chủ yếu vẫn đổ dồn sự chú ý cho couple Long Hậu mà thôi. Đến nỗi mà Dương Hoàng Yến cũng biết thân biết phận than trời: "Tôi được ăn cẩu lương đẫm lệ các đồng chí ạ." À. Tuy nhiên thì nữ ca sĩ bị Hậu Hoang mắng vốn là nói dối. Chưa dừng lại ở đó, clip sau đấy còn nhanh chóng được Mũi Trưởng Long share lại trên trang cá nhân của mình. Có vẻ là vì quá sốc với sự xì tin bắt trend lần này của đồng chí Mũi Trưởng Long mà chị cả Nam Thư đang ăn Tết với gia đình cũng phải ngồi lên bình luận: "Trời ơi, Long của chị ơi." Đáp lại thắc mắc thì Mũi Trưởng Long quả quyết mình đã bị dụ dỗ. Không biết thì thật hư câu chuyện dụ dỗ này ra sao, chỉ biết là đầu năm đầu tháng mà Hậu Hoang với Mũi Trưởng đã thân thiết ra trò rồi đó. Chính chủ đẩy thuyền mạnh thế này thì bảo sao mà fan couple không càng ngày càng lớn mạnh cơ chứ. Quá lì xì này đúng là hơi xỉn đó nha. Xoay qua xoay lại thì cứ thấy hiêm chồng hiêm, khiến cho fan couple follow mệt nghỉ. Cơ mà xem chừng Mũi Trưởng Long không quan tâm mấy đâu nhé. Nên lời khuyên là các bạn cứ chuẩn bị tinh thần đi. Khéo nữa thì sắp tới Mũi Trưởng và Hậu Hoang sẽ còn phát cẩu lương dài dài đó. Vì nghe đâu là đến người nhà của Mũi Trưởng cũng rất thích Hậu Hoang cơ mà. Mong là sau năm mới anh chị sẽ xác nhận chuyện tình cảm luôn, thì còn gì là vui bằng nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy nhớ là like, share cho video và subscribe kênh Gia Đình Việt để cập nhật những video mới nhất nhé.